Chào các con, chúng ta cùng đến với trò chơi chữ cái U Ư nào. Nào, chúng ta cùng ôn lại các chữ cái U Ư đã được học nhé. U, U in hoa. Ư, Ư in thường. U, U viết thường. Ư, Ư in thường. Ư in hoa. Ư, Ư viết thường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi xếp chữ U Ư. Bây giờ cô và các con sẽ cùng tập xếp chữ U để nhớ được cấu tạo của chữ U. Đầu tiên, các con hãy xếp nét móc ngược trước. Sau đó, chúng ta sẽ xếp nét thẳng. Như vậy đã được chữ U rồi. Các con cùng xếp chữ Ư để nhớ được cấu tạo của chữ Ư nhé. Đầu tiên, các con cùng xếp nét móc ngược trước. Sau đó, các con sẽ xếp nét thẳng. Và cuối cùng là dấu ư. Các con hãy dùng bút sáp để tô màu các chữ cái u ư rộng nhé. U, ư. Nào, các con hãy lấy bút sáp và bắt đầu tô. Các con lưu ý, tô làm sao thật kín các phần rỗng của chữ cái u và ư nhé. Trò chơi tìm chữ cái U, Ư có trong từ. Các con hãy tìm các chữ cái U, Ư có trong từ để nối với chữ U, Ư màu đỏ. Cô có từ đôi guốc. Cô sẽ nối chữ U trong từ đôi guốc. Tiếp theo, cô có từ túi sách. Cô tìm thấy chữ U. Cô nối với chữ U trong từ rèm cửa. Có chữ Ư. Cô nối với chữ Ư. Tiếp theo, trong từ cái tủ. Có chữ U. Rất chính xác. Từ cốc nước, cô tìm thấy chữ Ư, cô nối với chữ Ư. Và cuối cùng, từ cửa sắt, cô cũng nối chữ Ư với chữ Ư màu đỏ. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem video trò chơi chữ cái. Y tờ cờ nhé.